Mời các bạn lượt xem vài hình ảnh tại lễ công bố xã Thành Tiệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong buổi lễ này có Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành đến dự.